Giang xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Cộng hòa Séc đang là những ngày cuối đông ẩm đạm và rét mướt. Những ngày bước chân cũng trở nên nặng nề hơn với bộ quần áo cồng kềnh, đôi giày nặng trịch đi trên lớp tuyết dài vài chục cm. Bầu trời chỉ là một màu xám trắng với những ngày tuyết rơi nhẹ như bông phủ khắp những con đường, góc phố. Hiếm hoi lắm mới có những ngày nắng, những tia nắng vàng vọt, yếu ớt xuyên qua những tán cây chỉ còn trơ trụi lá. Người dân ở đây người ta cũng rất sợ những ngày nắng vì tuyết sẽ tan chảy, con đường sẽ trở nên trơn trượt hơn. Vì vậy chẳng có gì lạ nếu một ngày xe cấp cứu cứ hú còi inh ỏi. Thế nhưng, không khí những ngày cuối tháng 12 cũng trở nên nhộn nhịp và hối hả hơn. Bởi lẽ, người dân đang háo hức để đón chờ lễ Giáng sinh để được nghỉ ngơi, quay về với những bữa ăn thân mật bên gia đình. Cửa hàng, siêu thị trở nên tấp nập hơn. Ở Séc, Noel hay còn gọi là đêm Giáng sinh thì cũng giống như là ngày Tết cổ truyền của người Việt. Người Séc không chỉ ăn Giáng sinh trong ngày 24-25 mà họ tưng bừng trong không khí của lễ hội Giáng sinh từ một tuần trước. Những người phụ nữ trong gia đình thì tranh thủ làm các loại bánh ngọt và thức ăn cho đêm thánh. Có rất nhiều loại bánh ngọt tùy theo sự sáng tạo của mỗi người mà chiếc bánh có hình cây nấm xinh xắn, ngọn nến lung linh, ngôi nhà mơ ước hay cây thông phủ đầy tuyết với mong ước về một năm tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Buổi chiều 24 tháng 12 thì tất cả các cửa hàng, công sở đều đóng cửa. Người người trở về nhà để dọn dẹp, sửa sang, trang trí nhà cửa để chuẩn bị cho một đêm lễ. Món ăn truyền thống được người dân Séc chuẩn bị rất là cầu kỳ cho cái đêm Noel chính là món cá chép chiên xù, ăn kèm với salad khoai tây và súp cá. Và chợ cá ở đây mỗi năm chỉ mở một dịp vào cuối năm, lúc nào cũng đông đúc và tấp nập. Người Séc cũng rất là quan tâm tới việc tặng quà cho người thân trong gia đình trong những ngày lễ Noel. Tuy nhiên thì người ta sẽ không đặt nặng giá trị của món quà, do đó người mua không cần phải suy nghĩ hoặc là đắn đo. Thông thường thì mình hay mua trà hoặc là cà phê Việt làm quà để tặng cho người thân trong gia đình. Những phần quà nhỏ nhắn xinh xắn sẽ được đặt dưới gốc cây thông. Và sau bữa ăn tối, mọi người trong gia đình sẽ tập trung chung quanh cây thông và cùng nhau mở quà. Cũng giống như mọi năm, gia đình mình chỉ có 4 người đón Giáng sinh cùng nhau. Tuy nhiên vào ngày 25-26 thì các anh chị em và con cháu trong gia đình sẽ tụ họp. Mỗi người sẽ phải làm một món ăn.
mình đã ở Sát tròn 3 năm. Mình cũng đã thích nghi dần với cuộc sống và con người nơi đây, đã quen dần với những ngày đông rét mướt, cái lạnh tưởng chừng như cắt da, cắt thịt, hay là việc bất đồng ngôn ngữ, hay là những ánh mắt không mấy thân thiện của một số người đối với người nước ngoài như mình đã chẳng làm mình bận tâm, bởi lại bên cạnh mình là những người thân yêu trong gia đình luôn ủng hộ và động viên, đặc biệt là mẹ chồng mình, bà luôn yêu thương và hỗ trợ bọn mình vô điều kiện. Потребуем все.